Hè về cũng là thời gian các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp nhận nhiều hơn các trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em. Năm nay, kỳ nghỉ hè của trẻ mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng số trẻ nhập viện, điều trị do tai nạn thương tích tăng rất cao. Trong đó, bên cạnh các tai nạn thông thường xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày, khoảng 2 tuần nay, các trẻ bị tai nạn giao thông chấn thương nặng cũng được ghi nhận. Bé trai này vừa trải qua ca phẫu thuật sọ não phức tạp vì tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, lộ nhu mô não. Đây là chấn thương nguy hiểm vì khi nhu mô não bị lộ có nguy cơ gây nhiễm trùng, khiến bệnh nhi có khả năng bị yếu liệt chân tay, động kinh, mất chức năng vùng não. Đây là một trong rất nhiều ca chấn thương sọ não được phẫu thuật điều trị trong 2 tuần qua tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Bé đi theo dì đi mà đi đằng sau xe đẩy á. Lúc đi qua đường thì bé chạy qua đường cho nên bị xe máy quẹt. Chụp CT rồi mới nói là bị vết thương sọ não rồi mới bắt đầu phẫu thuật. Ngoài chấn thương sọ não, gãy tay, chân, bỏng, điện giật. Đầu hè này, khoa chấn thương chỉnh hình bỏng của bệnh viện còn ghi nhận 3 trường hợp chấn thương gãy khung chậu nguy hiểm đến tính mạng. Đây là ca chấn thương gãy khung chậu nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay bệnh viện tiếp nhận. Bệnh nhi còn bị mất máu nhiều, dập gan. Tình trạng được đánh giá là thập tử nhất sinh. Bệnh ngược, nó giang ngược lại, mẹ bé xử lý không kịp nên mới đè chúng va chạm tới bé và lại chị bé với mẹ. Nhưng mà trong cái xui nó cũng có cái may là mẹ bé với chị bé không bị gì, mình bé bị. Lúc đó là rất là nguy kịch, nói chung là cháu thiếu máu rất nhiều, chuyển từ bệnh viện Long Khánh sơ cứu cầm máu được mới đưa lên đây. Gãy cái khung chậu á thì nó tổn thương phối hợp chứ không đơn thuần chỉ là cái xương. Nó bị vừa gãy khung chậu nó sẽ kèm theo cái tổn thương của cái đường tiểu, đường tiết niệu, bàng quang, nó tổn thương kèm cả cái cơ quan ở trong bụng này như là trực tràng, rồi tổn thương gan lắc và tổn thương phối hợp cả với sọ não nữa. Cho nên là việc xử trí một cái ca tổn thương chấn thương nặng ở trẻ em nó là một sự phối hợp của nhiều chuyên khoa chứ không chỉ một cái lãnh vực đơn thuần của chấn thương chỉnh hình là có thể giải quyết được. Khoa chấn thương chỉnh hình bỏng Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai những ngày qua điều trị cho khoảng từ 40 đến 50 bệnh nhi bị tai nạn thương tích. Các bác sĩ nhận định tình hình tai nạn thương tích ở trẻ sẽ tiếp tục gia tăng, do đó phụ huynh cần tạo không gian sống an toàn và quan tâm nhiều hơn đến trẻ để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ khi mùa hè vẫn còn rất dài.